Ngày 13 tháng 1, tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen núp bóng công ty tài chính Đại Tín gồm Phạm Văn Hùng, SN1989, ngụ xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, là quản lý chi nhánh số 10, huyện Hậu Lộc, của công ty tài chính Đại Tín, Nguyễn Văn Cương, SN1993, ngụ xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, là nhân viên công ty này đóng tại thành phố Sầm Sơn, Trịnh Thị Trâm Anh, SN1994, ngụ thành phố Sầm Sơn, là kế toán công ty, Lê Văn Phọ, SN1985, ngụ huyện Ngọc Lặc, quản lý chi nhánh số 4 công ty ở huyện Ngọc Lặc. Công an thành phố Thanh Hóa kêu gọi người dân đã và đang vay tiền của công ty tài chính Đại Tín phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ vụ án. Đây là những đối tượng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào ngày 22 tháng 12 năm 2018, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động 300 cảnh sát đồng loạt khám xét 32 điểm kinh doanh tài chính, cầm đồ của 5 công ty gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Cửu, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Tiến 36. Tại chỗ, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi siết nợ gồm: một quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, một bình xịt khí bóng cười, một dùi tui điện, một bình xịt cay, 20 dao, lê, kiếm các loại, 4 tuy sắt. Bên cạnh đó, Công an thành phố Thanh Hóa còn tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: một ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, 30 điện thoại, 19 CPU máy tính, 8 laptop và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.